Xin thưa các quý vị, có những căn bệnh chúng ta càng tầm bổ thì là càng gì? Càng nhanh chết. Và cụ thể đó là gì? Cái bằng chứng đó là những người bệnh ung thư, đặc biệt là những bệnh ung thư ác tính ấy. Càng ăn sơn hào hải vị, càng tầm bổ những thứ bổ thứ béo, đặc biệt là liên quan đến gì? Đến gọi là cái thức ăn mà có nhiều vitamin A, tức các loại thịt gì? thịt cá rồi thịt trâu, thịt bò, thịt cá, thịt chó, rồi cá chép ba các thứ gì đó, vân vân. Càng những cái loại mà thực phẩm mà ăn mà nhiều vitamin A thì cái tế bào ung thư á nó phát triển càng nhanh. Và qua mấy tháng chùa chúng ta có phát miễn phí các củ bạc hà với lá đu đủ ấy, thì theo các vị trực ở chỗ phát thuốc, chỗ chú Vịnh về chỗ mấy Phật tử ở ngoài đó báo cáo lại với thầy, phải đến mấy trăm ca bệnh ung thư giai đoạn cuối khỏi bệnh, họ đến họ báo cáo và họ cảm ơn họ về chùa để lễ tạ Phật tổ. Thì các ca bệnh khỏi trong giai đoạn uống thuốc đều phát nguyện ăn chay trường, và người đọc được kinh thì đọc kinh Địa Tạng, còn người không đọc được kinh thì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hoặc danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Đấy là theo báo cáo của các vị trực ở đó. Nói lại, những người khỏi bệnh là những người phát nguyện ăn chay trường trong lúc uống thuốc, cộng thêm tụng kinh và niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện có thể. Đấy, thế những trường hợp báo cáo khỏi bệnh thì trường hợp nào cũng nói là ăn chay trường. Còn một số trường hợp về uống bảo là nó không thấy đỡ, hoặc đỡ một chút thôi chứ không khỏi. Thì những trường hợp đó hỏi ra có ăn chay trường được không thì bảo không, vì thứ nhất là sức khỏe không đủ cho nên không ăn chay trường được. Thứ hai nữa là con cháu và người thân không cho ăn chay trường, các bác sĩ bảo không cho ăn chay trường, vì bảo ăn chay trường thì nó thiếu gì? Thiếu chất cho nên không ăn chay trường. Đấy, một số thì bác sĩ bảo là không cho ăn chay trường vì sợ thiếu chất. Thì họ lên nhà mình, họ xin thuốc, họ uống thuốc, nhưng mà mình không phải là bác sĩ, không phải là người chuyên môn. Đây chỉ là một bài thuốc dân gian do các thầy và các cư sĩ ở trong miền trong người ta phát hiện ra và người ta đem, người ta chia sẻ. Và chùa chúng ta cũng cử người vào tận trong đấy, cả tháng trong đấy, ăn uống ngủ nghỉ và thực nghiệm đun thuốc và uống thuốc luôn ở trong đấy. Hai người vào trong đấy để đun thuốc và uống thuốc luôn ở trong đó, thấy nó chuyển bệnh, thấy nó đỡ, thì mới xin cái công thức, xin các thầy và các cụ, các cư sĩ ở trong kia cái công thức ra ngoài này để chia sẻ cho bà con Phật tử, đặc biệt là những người có bệnh hiểm nghèo mà không có tiền đi các bệnh viện lớn hoặc là đi các bệnh viện quốc tế để chữa trị, gọi là ở trong giai đoạn có thể gọi là vô phương cứu chữa rồi. Vì tiền đi xạ trị hay đi nước ngoài để xạ trị thì nó tốn kém vô cùng. Một lần đi xạ trị như thế đó phải hàng vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ chứ không phải là ít. Thì mỗi một đợt xạ trị của họ, cái đợt trước có Phật tử đi ra xạ trị ở bên Nhật và bên Singapore, mỗi một lần như thế đi khoảng độ tầm tuần hoặc nửa tháng thì phải tốn 200-300 triệu, cả tiền ăn uống, để vé máy bay, rồi khách sạn, bệnh viện, rồi các thứ vân vân, thuốc thang. Mà bảo xạ trị phải đến tận gì? Đến tận 12 lần trở lên, 6-12 lần trở lên mới hết cái liệu trình. Thì chúng ta cứ tính đi, cứ tính khoảng độ 300 triệu thôi mà đi 12 lần là ít nhất cũng phải mất mấy tỷ rồi. Đấy. Thế mà mình mà là người nông dân ở nông thôn
thì bán đất bán nhà cũng không đủ. Bây giờ bán đất bán nhà mà bây giờ chữa cho vợ hoặc chữa cho chồng hoặc chữa cho con thì cả nhà ở vào đâu? À, đấy là một vấn đề. Mà bán có khi ở nông thôn cũng chẳng bán được từng ấy tiền nữa cơ. Ví dụ ở quanh quanh Hà Nội này, các xã, các huyện ở Hà Nội này bán còn có thể có, như ở trong quê thì trong Hòa Bình chẳng hạn. À, trong quê có khi bán có khi cả mấy trăm mét vuông được một lần đi xạ trị là hết. Bán cả nhà, cả cửa có khi 300-500 mét vuông được khoảng 200-300 triệu. Thế là đi một lần là hết. Cả nhà ở vào đâu? Cho nên cái khó nó bó cái khôn, không thể nào làm gì được. Chính vì vậy mà xuất phát từ cái nỗi khó, nỗi khổ về bệnh tật của bà con nhân dân, đặc biệt là những người, những gia đình, những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Cho nên Thầy cũng phát nguyện từ phải đến gần một năm nay rồi còn gì nữa. Phát nguyện phát miễn phí cái củ bạc hà đấy cho bà con. Thì những cái bệnh nhẹ nhẹ như là thấp khớp hay là như là có người thì dạ dày hay bệnh trĩ, thì những cái người đó thì khỏi nhiều. Còn ung thư á, khá nhiều người khỏi. Mà những người khỏi đều là những người ăn chay. Đấy. Nhớ ở ngoài kia báo cáo với Thầy mấy trăm ca khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối đều là những người ăn chay trường trong lúc uống thuốc. Đấy, có cái đợt nào mà pháp hội nào mà cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu có ông cụ ấy, mà gọi là về phải ung thư di căn, bác sĩ trả về, về người nhà phải bóp miệng ra để đổ từng thìa thuốc vào ấy, xong rồi tháng hơn tháng sau đến đây khỏi, đến đây chia sẻ Phật Pháp nhiệm màu ấy. Đấy, ông cụ đấy cũng ăn chay trường trong khi uống thuốc và nhất tâm niệm Phật, niệm Bồ Tát đó, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cái thứ nhất là gì? Mình chữa cả về thân bệnh, cả về tâm bệnh. Thuốc thì là chữa về gì? Về thân bệnh. Còn chúng ta niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát đó, để cho tâm mình an, trí mình sáng. Và đó chính là chữa về gì? Về tâm bệnh. Thân an trí sáng, lòng sẽ thảnh thơi, coi cái chết nhẹ như lông hồng, sống thì tiếp tục làm người tốt, chết thì thảnh thơi nhẹ nhàng về với Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương. Cho nên họ chẳng phải lo gì đến cái chuyện sống chuyện chết. Sống chết thì tùy theo gì? Theo duyên, theo số, theo mệnh, theo phúc của mình, theo thọ mạng của mình, chả phải lo nghĩ gì. Ấy trường hợp này thì họ lại gì? Lại mau khỏi. Còn cái người mà suốt ngày lo lắng sợ sệt, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng gì cũng khóc ấy, cứ nghĩ đến bệnh tình của mình, nghĩ đến tình cảm người thân dành cho mình và nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ đến sự chia lìa, mình chết đi thì chồng con như thế nào, vợ con ra sao, hoặc bố mẹ ra sao, hoặc các con cái ra sao, vân vân, ABC đó. Cho nên lại khóc, lại buồn, lại tủi, lại đau khổ. Như vậy nó làm cho chúng ta gì? Cái tinh thần của chúng ta nó suy sụp. Mà theo khoa học người ta nói cái đó mới là cái đáng sợ nhất. Y học người ta sợ nhất là cái tinh thần chúng ta gì? Suy sụp. Không còn tinh thần thì có thuốc tiên truyền vào và cũng uống vào và cũng bó tay luôn. Chứ đừng nói là đông y tây y vào đấy nữa. Cái tinh thần còn đâu? Đấy. Chúng ta cứ chiêm nghiệm mà xem. Gia đình nhà ta mà bình thường mà nghe được cái tin vui nào đó thì cái tinh thần nó gì? Nó phấn khởi, nó sảng khoái và nó thì người nó khinh an, nó nhẹ nhàng, nó mạnh khỏe lắm. Nhưng bất chợt nghe một cái thông tin cực buồn, cực sốc, cực đau khổ nào đó thì chúng ta thì như là rơi hẫng từ trên gì? Từ trên không xuống đất vậy. Nó hẫng xuống chỉ trong vòng một vài giây thôi. Phút, hai phút rồi là thậm chí là có người ngất lịm luôn. Có nhiều trường hợp đi khám, đang khỏe khoe khoe đi khám định kỳ, bác sĩ bảo là có vấn đề. Hỏi có vấn đề gì, bác sĩ úp úp mở mở.
Nếu hỏi mãi thì người ta mới bảo là bị ca rồi, ca ác cái giai đoạn cuối rồi, mà cái thì liền rồi có người ngất luôn tại chỗ. Thế sao? Suy sụp tinh thần. Cho nên cái tinh thần á, của chúng ta á, quan trọng lắm, đặc biệt là người gì lúc ốm đau bệnh tật, cố làm sao đó phải giúp cho tinh thần mình lạc quan, yêu đời và tin tưởng vào khoa học, tin tưởng vào y học, tin tưởng vào các bác sĩ, các giáo sư, các thầy thuốc mà chúng ta đã và đang tin và giao cái tính mạng của chúng ta cho các y bác sĩ họ cứu chữa đấy. Mà cái cách để chúng ta dựa vào để lạc quan, tin tưởng này, đó chính là niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Vì niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát nó có công năng là gì? Là tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, sinh ra gì? Công đức. Đó, cho nên chúng ta chú tâm, nhất tâm chúng ta niệm á, thì nghiệp chướng tiêu trừ, tăng trưởng thiện căn, sinh ra các công đức. Thế tự nhiên là cơ thể của chúng ta tiếp nhận một cái luồng sinh khí mới, tiếp nhận được cái trong nhà Phật gọi là quang minh, công đức. Đó. Cái này là khoa học chứ không phải là mê tín dị đoan đâu. Giống như cư sĩ Giang Bản Thắng, tiến sĩ Giang Bản Thắng bên Nhật Bản, ngài nghiên cứu bằng gì? Cái tinh thể nước. Đấy, chúng ta thấy không? Dán lên cái chữ ái và dán lên cái chữ ố qua công nước mấy tiếng đồng hồ sau. Cái tinh thể nước, cái tinh gì? Chữ ái khác và chữ ố khác. Chữ ái thì bông hoa nước nó đẹp như là cái hoa tuyết ấy. Còn chữ ố thì nhìn mặt như gì? Như mặt quỷ ấy. Đó. Nếu viết cái mấy cái từ gọi là tôi yêu bạn thì cái hoa ở trong nước, cái kết tinh ở trong nước nó có cái sự kết tinh, những bông tuyết nó kết nối với giống như cái xích, dây xích xe ấy. Nó kết nối lẫn nhau. Đó. Kết nối nhau giống cái tổ ong ấy. Đấy, nó có sự kết nối giữa cái này ra cái nọ ra cái kia. Biểu hiện cho gì? Cho cái tình thương yêu, chia sẻ giữa người này và người khác, giữa cá thể này với cá thể khác, giữa tập thể này với tập thể khác. Còn cái cốc nước viết là gì? Tôi hoặc là tao ghét mày, hay là tôi ghét gì? Hoặc là ta ghét ngươi. Đại khái thế. Thế thì cái kết tinh, kết tủa nó như là gì? Đầu lâu mắt quỷ, nhìn ngó nhau, căm thù ở nhau. Chúng ta về có lên mạng search những cái nghiên cứu về tinh thể nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng người Nhật Bản là minh chứng về khoa học. Cho nên không phải là cái gì chúng ta cũng nói về tâm linh chúng ta cho là mê tín dị đoan đâu. Cái đấy không phải mê tín dị đoan. Nhất tâm chỉ niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát và dụng tâm hướng thiện thì nó đã cảm được. Cảm ở đây thầy nói ngay, cảm ngay những tế bào ở trong cơ thể chúng ta. Những tế bào sống, tế bào mạnh khỏe, nó được sinh ra từ cái tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi, hỷ xả, chính giác, niệm Phật kia. Mà nó sinh ra các tế bào lành, các tế bào tốt. Đấy, cũng giống như gì? Cái cốc nước viết lên cái chữ ái gì? Thì cái tinh thể nó khác, viết chữ ố tinh thể nó khác, viết chữ tôi yêu bạn nó khác, viết gì? Viết giờ là ta ghét ngươi nó khác. Đấy. Cho nên uống thuốc, ăn chay, cộng thêm niệm Phật nữa. Cho nên nhiều người báo cáo và lên lễ tạ Tam Bảo, lễ tạ Phật Tổ là đã chữa khỏi bệnh sau mấy tháng uống thuốc. Có trường hợp 2 tháng, có trường hợp 3 tháng, có trường hợp 5 tháng. Trường hợp vừa qua có trường hợp uống là gì? Uống kiên trì uống 8 tháng vì nhiều bệnh quá. Và là ung thư đến cái mức mà là trong cơ thể gần như có cái bộ phận nào trong nội tạng này, ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư lá lách, ung thư ruột già, ung thư ruột non, đủ các thứ. Có nghĩa là nó di căn. Các vị bảo hôm lên xin thuốc mà cái thân thể gì nó nổi đầy cái cục, như cái mụn, cái nhọt đầy cục ra rồi. Nhưng về uống khoảng 2 tháng thì
nó xẹp hết cái cục đi. Và vị này cứ kiên trì và uống, xác định, bác định xác chi, xác định là chết rồi, cho nên gì, thôi uống rồi sống thì sống tiếp với chồng, với con, với gia đình. Còn chết thì thôi cũng phải chịu thôi, bởi vì cái bệnh đó coi như là từ coi như nhận giấy báo tử của Diêm Vương rồi còn gì. Thế cho nên vị xác định uống. Uống đến vừa qua đến tận 8 tháng, tức là uống từ cái giai đoạn đầu, tức là năm ngoái đó, cuối cuối năm ngoái, uống cho đến vừa rồi khỏi hẳn, đi khám bác sĩ lần thứ 3 khỏi, không còn cái gì nữa, thì mới lên báo cáo là khỏi. Nhưng trường hợp này các vị nghĩ không? Đấy, 8 tháng trời họ uống thuốc, ăn chay và niệm Phật, kiên trì như thế cơ mà. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy cái đoạn mà cư sĩ Dương Liên Hàng bị ốm, bị bệnh, cho nên là lén phá giới. Mình đã phát nguyện rồi, với cái hội liên xã để phát nguyện là kết lòng phát tâm Bồ Đề để cầu sinh tịnh độ một đời rồi. Phát nguyện là chỉ năm giới Phật tử tại gia. Nhưng mà đến khi ốm đau một cái thì lại lén các đám bạn để phá giới sát sinh, để ăn gì? Ăn thịt để tầm bổ. Ông tưởng là ăn như thế thì ông sẽ nhanh khỏe lại, nhưng mà không ngờ càng ngày bệnh càng nặng. Đấy. Cho nên nặng đến cái mức là chính ông cũng cảm thấy mình không thể qua được. Vì vậy mà ông thì cho mời bạn bè đến để trợ niệm cho ông. Và bạn bè của ông thấy cũng thương cho nên đến trợ niệm cho ông. Và trợ niệm ở đây nói là đến 5-6 ngày gì đó, thân thể của ông càng ngày càng nặng và cảm thấy không thể qua khỏi. Cho nên ông càng nhất tâm niệm Phật. Nhưng mà niệm đến 4-5 ngày rồi thì vẫn chưa thấy đi, cho nên bạn bè muốn gì? Muốn nghĩ là ông vẫn còn sống được dài dài thêm, cho nên bạn bè đứng ra về, chuẩn bị ra về. Thì ông nghe thấy bỗng nhiên tắt, không còn tiếng niệm Phật nữa. Thì ông liền nói với mọi người là gì? Tôi hãy còn chưa đến Tây Phương. Mong nhờ chư liên hữu hãy trợ niệm cho suốt đêm nay. Đấy. Lúc đó có nghĩa là ốm nặng rồi, nhưng đại chúng còn niệm mấy ngày rồi vẫn chưa đi. Thì ai cũng phải có việc chứ, còn công ăn việc làm, còn gia đình chứ. Mà thấy rằng ông vẫn cứ nằm như thế vẫn chưa đi, cho nên nghĩ rằng chắc trường hợp là có thể phải còn lâu lâu nữa. Cho nên chắc là nghĩ như vậy. Vì vậy mà ban trợ niệm đồng tu mới bảo nhau là thôi, chắc là bảo nhau ra về vài hôm nữa thì đến niệm tiếp. Đại khái thế, chắc là thế. Nhưng khi không nghe thấy tiếng niệm Phật của các đồng tu, các liên hữu mà cái thì ông liền nói là tôi hãy còn chưa đến Tây Phương, mong nhờ chư liên hữu trợ niệm suốt cho đêm nay, trợ niệm hết cho một đêm nay nữa. Đại chúng nghe thấy những lời nói khác lạ như vậy thì liền là ở lại và cùng nhau cao tiếng để niệm Phật. Tức là niệm Phật to gì? Tiếng nó to lên hơn, gọi là cao thanh niệm Phật. Tức là cất tiếng niệm Phật to thêm. Không đầy nửa giờ sau, tức là khi đại chúng ở lại niệm Phật thêm, nhất tâm cao thanh niệm Phật, tức là to tiếng niệm Phật đó, thì chưa đầy đến một nửa giờ sau, có thể là 20-25 phút gì đó, thì cư sĩ cười và bảo, tức là ông Dương Liên Hàng cười và bảo với đại chúng là gì? Tôi đã đến Tây Phương. Sướng nhất cái này đây. Chúng ta tu mà lúc này là cái lúc này là cái lúc sướng nhất. Chẳng cái gì sướng hơn mà cái gì tôi đã đến Tây Phương. Chẳng biết cả đời này mình tu như thế nào. Chỉ mong rằng đến lúc đấy là gì? Thấy chưa tắt hơi thở mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt. Chúng ta vui vẻ hoan hỷ mà nói ra với mọi người rằng là tôi đã đến Tây Phương, trong khi đó mình vẫn chưa chết. Chưa chết mà đã đến Tây Phương, đây mới gọi là gì? Là thực chứng thực sự vãng sinh, gọi là thực chứng Niết Bàn, quyết định vãng sinh. Còn chết rồi sau vài phút hay vài tiếng hay vài ngày, vài tuần mới vãng sinh Tây Phương, thì cái điều này thì cũng tốt, cũng rất tốt rồi.
Nhưng mà không bằng là gì? Chưa chết mà được vãng sinh Tây Phương, nhìn thấy cảnh giới Tây Phương hiện ra trước mắt, thấy Đức Từ Phụ, A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng Tây Phương cực lạc, thì trường hợp này gọi là chắc chắn vãng sinh, gọi là tự tại vãng sinh. Vãng sinh từ lúc còn sống. Đúng như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, Ngài giảng Vô Lượng Thọ Đại Kinh Giải, Ngài nói rằng trong đạo tràng của Ngài, trong các Phật tử tu tịnh nghiệp, ở trong đạo tràng của Ngài khắp các nơi trên thế giới, nhiều Phật tử ở các đạo tràng trên thế giới báo về cho Ngài có những trường hợp gọi là còn sống đã vãng sinh. Giống như cư sĩ Dương Liên Hàng này vậy. Có nghĩa là họ chưa đứt hơi thở, chưa tim, chưa ngừng đập hơi thở, chưa dừng, mà họ đã gì? Thấy cảnh giới Tây Phương và đã nói lại với những đồng tu, những người thân trong gia đình. Và chúng ta thấy, muốn biết cái điều đó, chúng ta xem một số các clip các cư sĩ, các vị niệm Phật một đời, tự do tự tại vãng sinh, biết trước ngày giờ, nói với đại chúng đồng tu là ngày đấy, giờ đấy tôi gì? Tôi vãng sinh ở Tây Phương, nói trước đến cả tháng, thậm chí có trường hợp nói trước cả gì 3 tháng. Thế đến ngày đó mọi người đến thì cư sĩ vẫn mạnh khỏe bình thường, vẫn làm việc nhà bình thường. Thế thì đến giờ ngọ, bảo giờ ngọ vãng sinh, thì mọi người đến thì vẫn thấy bình thường, thì ngồi chơi. Thế là gần đến giờ ngọ mới nhắc lại, mới bảo là chúng tôi nghe cư sĩ thông báo là ngày hôm nay, tính ra là ngày hôm nay và giờ ngọ vãng sinh. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng tôi thấy là cư sĩ vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Không biết là cái sự việc đó như thế nào. Vì cư sĩ nó bảo là đúng rồi, ngày đó, tháng đó, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đến dặn tôi rằng hôm nay vào giờ ngọ sẽ gì? Sẽ về tiếp rước tôi vãng sinh về Tây Phương. Các đạo hữu, các đồng tu không nói thì tôi lại quên mất giờ đấy. Nói xong bảo mọi người là thôi mọi người chờ ở đây, chờ tôi một chút. Thế là vào tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, lên lễ Phật mấy lễ, thế là gì? Đứng mà đi, đứng mà đi. Chúng ta thấy đây là thế kỷ 21 chúng ta đây nha, chứ không phải là những câu chuyện gọi là chỉ ghi trong sách vở mà chúng ta bảo là ai có bằng chứng như thế nào. Các vị lên trên mạng thế đây, đăng trên mạng đây. Tôi xem đi xem lại đến mấy lần cái clip mà cư sĩ nữ ở Trung Quốc vãng sinh, tự tại vãng sinh, biết trước ngày giờ. Đến cái lúc đó thì cư sĩ vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đi làm, vẫn làm việc quét dọn nhà cửa các thứ. Một số các đồng tu cư sĩ đến mới đến giờ mới nhắc, thì cư sĩ bảo thì nếu không nhắc thì tôi quên mất cái giờ đấy. Hôm nay biết hôm nay và nay đi rồi, nhưng mà không nhắc là quên giờ đấy. Em chuẩn bị đến giờ ngọ rồi, thế cư sĩ vào tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, ra lễ Phật xong một cái là đứng mà đi. Chúng ta thấy không? Đấy, đấy là những tấm gương tu tập tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Cái này khoa học không thể giải thích được. Kể cả chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni tu theo Nam Tông Nguyên Thủy Phật Giáo cũng không thể giải thích được. Kể cả các vị có chứng được thánh quả A-La-Hán cũng không thể giải thích được. Vì sao? Vì cái việc tín nguyện là chỉ danh cầu sinh Tây Phương cực lạc của pháp môn tịnh độ, hàng Bồ Tát thập địa còn không hay không biết,
hàng đại thánh tăng A-la-hán á, trí tuệ như Xá Lợi Phất, thần thông như Mục Kiền Liên, còn không hay không biết, huống chi là hàng phàm phu tăng thời mạt pháp chúng ta. Dẫu cho có lên chức danh Hòa Thượng Đại Lão, Hòa Thượng Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni, hay rằng là tự tôn tự xưng mình đã chứng thánh quả La Hán, cũng bó tay, cũng mịt mù trước cái sự việc này vậy. Các vị nghĩ xem, một bà cụ già không biết đọc, chẳng biết viết, chỉ có ở nhà làm việc gia đình, giúp con cái trông nom nhà cửa, thổi cơm, thỉnh thoảng đến chùa nghe pháp, nghe lời sách thấn của chư Tôn Đức ở trong tông môn Tịnh Độ Phật giáo của chúng ta. Và đặc biệt là cư sĩ thường nghe gì? Nghe pháp của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng về kinh Tịnh Độ Đại Kinh Giải, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó. Nghe đi nghe lại đến mấy chục lần, không phải nghe một lần đâu vị nhé, nghe đi nghe lại đến mấy chục lần Hòa Thượng giảng cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải, tức giảng kinh Vô Lượng Thọ đó. Và chỉ có thế thôi, và tín tâm niệm Phật. Trong khi đó bà cụ ấy là người Trung Quốc, còn Hòa Thượng thì ở lại tận bên, ở tận bên Hồng Kông và ở tận bên Đài Loan, tận bên bên Úc ấy. Lúc thì Hòa Thượng ở Úc, lúc thì Hòa Thượng ở Hồng Kông, lúc thì Hòa Thượng ở Đài Loan, hiếm khi Hòa Thượng về Trung Quốc lắm. Bà cụ chưa một lần giáp mặt gặp được Hòa Thượng ở Tịnh Không, chỉ có nghe pháp qua băng đĩa thôi, qua hình ảnh, qua tivi, qua video thôi. Phát khởi tín tâm niệm Phật hơn chục năm, thỉnh thoảng ra chùa làm, chùa quê, chùa làng để làm công quả theo các đạo hữu đồng tu, để thỉnh thoảng tham dự Phật thất. Còn phần lớn là ở nhà tự tu, tự niệm Phật là chính. Thỉnh thoảng ra chùa làm công quả và đến chùa tham dự khóa tu Phật thất, niệm Phật của các thầy tổ chức ở ngoài chùa mà thôi. Phần lớn là thời gian là tu tập ở tại gia. Tín nguyện là chỉ danh một lòng cầu sinh Tịnh Độ. Một bà cụ già không kiến thức văn chương bằng cấp gì, thậm chí bà cụ không biết đọc, không biết viết, chỉ có biết nghe và biết gì, biết tin và biết thực hành thôi. Đấy, nghe pháp, tin có Tây Phương Cực Lạc, tin vào lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không và các bậc gì? Pháp Sư. Và tin là mình là người một lòng niệm Phật sẽ có phần được vãng sinh. Đây gọi là thâm tín chư Phật giai sung mãn vậy. Đấy, cho nên niệm đến cái mức mà gọi là nhất tâm bất loạn, A-di-đạo Phật, Quán Âm Thế Chí hiện ra để bảo rằng ngày đấy, tháng đấy, giờ đấy đến để tiếp rước về vãng sinh, không bệnh, không tật. Ngày vãng sinh đến trước giờ vãng sinh vẫn thì vẫn làm mà việc nhà, vẫn trong nhà, trong cửa, cơm nước quét tước cho con. Con nó thấy mẹ vẫn mạnh khỏe bình thường, nó đi làm hết. Nó có ở nhà đâu, vì mẹ nó có ốm đau gì đâu, bệnh tật gì đâu, vẫn khỏe mạnh như những ngày bình thường khác, cho nên đi làm hết. Có mấy đồng tu biết ngày đến thăm, đến chơi thì đến gần giờ ngọ vẫn thấy bà khỏe mạnh, rót nước mời khách trò chuyện bình thường, cho nên mới hỏi rằng đấy, nghe cái tin nghe cái tin như thế, bây giờ đến giờ ngọ rồi, không biết chuẩn bị đến giờ ngọ rồi, không biết là cái thông tin đấy là thực hay là giả, có sự việc ấy chăng? Đấy, cư sĩ mới bảo là đây, các đồng tu mà các Phật tử mà không nghe nhắc thì tôi quên mất giờ đấy. Đấy, nói xong bảo mọi người thôi, các đồng tu đi ngồi uống nước, chờ tôi một chút, hay vào tắm rửa, thay quần áo mới, lễ Phật đếm đi đếm lại chắc nó phải trên chục lễ. Thế là lễ xong thấy đứng yên,
Mọi người cứ tưởng là bà gì, bà cụ đứng để khấn Phật cái gì gì đó, nó đợi một tí thấy ngơ ngác một tí thấy ra thì gì, đưa tay lên mũi thì không thấy gì, không thấy thở nữa, mà người vẫn gì, vẫn không đổ. Trong Phật giáo, nếu chuyên tu, tu đến cái mức gọi là vượt ra khỏi tam giới, vượt ra khỏi cái kiến văn giác tri của thế gian, vượt ra khỏi ngôn ngữ đạo, ngôn ngữ sách vở của thế gian, vượt ra khỏi cái trí tuệ, cái kiến thức, cái sở học của thế gian, thì có những cái trường hợp đặc biệt như thế. Ngày xưa chúng tôi còn trẻ trẻ hay tu thiền ấy, hay nghiên cứu về thiền tông ấy. Đặc biệt là tôi thấy thế này thôi mà nhiều duyên với các pháp môn lắm. Với thiền cũng rất yêu, rất thích, và cũng đã tu thiền 4-5 năm. Cũng thường hay nhập thất để ngồi thiền khá nhiều lần rồi. Và pháp Hoa cũng gì, cũng có duyên, cũng hành trì và cũng gì, cũng nhất tâm để muốn là hoằng truyền pháp Hoa. Với mật tông á thì mình học có 3 ngày mà sư phụ mình nói là gì? Sư phụ ngày đấy cứ gọi mày đấy. Sư phụ dạy 3 ngày ra ngoài ở Vạn Niên á, thọ mật tông xong rồi hành trì, hành trì theo mật tông nó phải gì, nó phải tam nghiệp cùng hành trì, tức là thân khẩu ý đều hành trì cơ. Thân thì phải kết ấn, miệng thì phải trì chân ngôn, tức là đọc chú, còn tâm thì phải quán tưởng. 3 cái này kết hợp với nhau. Thầy nhớ là cái đợt đó thầy đang ốm, ốm ốm thì thầy bảo là thôi đang ốm này thì ra Vạn Niên để cầu pháp mật tông với sư phụ. Ngày xưa cụ tổ chú Hương còn tại thế thì mình chưa đủ duyên để cầu pháp mật tông với cụ. Riêng mật tông là phải có thầy truyền, mình không thể tự học được đâu. Lên mạng mà học mật tông 10 người thì cả 10 người tẩu hỏa nhập ma, 100 người thì cả 100 người tẩu hỏa nhập ma đâu các quý vị. Đã kể cả tu thiền bây giờ mà cứ lên mạng mà học xong tự ngồi thiền thì 10 người không 8-9 người lầm đường lạc lối tẩu hỏa nhập ma, không đơn giản đâu. Cho nên riêng mật tông là phải có thầy truyền, gọi là mật pháp mà, theo dòng truyền thừa. Và thiền tông cũng thế, phải có thầy gì? Thầy tổ để dạy bảo, để uốn nắn, để giống như người người thầy giáo dạy các học sinh ấy. Những bài toán khó, những bài những nghiên cứu khó về gì, về về hóa học vân vân ấy, thì phải có thầy giáo gì, thầy giáo kèm và thầy giáo hướng dẫn cho. Không có nó vào nó cứ loại thuốc này, loại thuốc nọ, loại chất này, chất nọ, nó đổ trộn vào nhau, nó nổ bùng người mà cái là cháy nhà luôn. Đấy. Bài toán khó thì phải có thầy gì? Hướng dẫn giảng thì học sinh mới giảng được. Trừ những trường hợp đặc biệt gọi là thần đồng. Cái thần đồng thì chúng ta biết cho thế giới bao lâu mới xuất hiện một vài trường hợp cả thế giới. Còn bình thường như chúng ta là phải có thầy. Tu thiền cũng thế. Phải có thầy hướng dẫn. Cho nên mấy năm trước có trường hợp đấy, Thường Tín nó tự lên mạng đọc về thiền, đấy là vào tu thiền vài tháng sau này đơ nặng ấy chứ không phải bình thường ấy. Cuối cùng lên đây hướng dẫn cho phải đến phải vài tuần sau về nó mới đỡ, phải đến cũng vài tháng sau mới khỏi hẳn được. Cho nên xin thưa các quý vị, khi chúng tôi ra Vạn Niên, chúng tôi học về mật tông, tôi học đúng 3 ngày. 3 ngày xong rồi sư phụ bảo trả bài. Ra trả bài cho sư phụ cả thần chú, cả kết ấn về pháp đàn hộ ma, rồi pháp tu theo mật tông của Sơn Môn Chủ Hương đó, của cụ tổ Hương cụ truyền đó. 3 ngày cụ bảo là thằng này mày học 3 ngày mà hơn cả người ta học 15 năm. Đấy là lời sư phụ nói. Chứ mình không cảm thấy là mình giỏi đến mức độ thế đâu. Nhưng mà cái nhân duyên.
Chúng tôi muốn học một cái gì đó thì chú tâm vào học. Bình thường thì học rất là dốt. Đấy, cái sáng tác ra đến mấy chục bài hát cho đến bây giờ không thuộc một bài hát nào. Mà có những bài hát là rõ hay, nhưng mà vẫn không thuộc. Mà hát đi hát lại rất nhiều không thuộc. Có những lần mà thầy ấy thì thầy bảo thôi, quyết tâm hát thuộc bài hát của mình sáng tác. Để thỉnh thoảng có cần hát khuyến hóa động viên sách tiến các Phật tử về để mà các Phật tử hoan hỉ vui vẻ để tu tập học 2 ngày không thuộc một bài hát của mình hát mà rõ ràng mình sáng tác ra, thế mới hay. Nhưng mà một bài kinh hay một bài chú mà muốn học chú tâm để thuộc thì nhanh lắm. Mà học chú nó khó chứ các vị, học chú nó khó chứ. Người ta ngày xưa bảo là học đi vào chùa chú tiểu thứ nhất đại bi, thứ nhì cúng cháo. Đại bi thập chú thầy vừa đi gánh vôi gánh cát từ chùa từ dưới sân chùa cả lên trên chùa cao ở trên đỉnh núi thầy. Ngày 4 hoặc là 6 gánh tùy theo công việc, thường là ít phải 4 gánh. Như thế có khoảng vừa đi gánh vôi gánh cát và nửa tháng là đọc thuộc cả đại bi thập chú và cúng cháo luôn. Vì sao? Vì cứ chép một cái đoạn ngắn ngắn, cho cắt cái tờ giấy chép ngắn ngắn, đi gánh vôi gánh cát cho vào trong túi, thì từ dưới chùa thầy gánh một được gánh vôi nó khoảng độ 30-40 cân lên trên cho vào cái tải, gánh vôi và gánh cát lên trên đỉnh núi thầy thì phải nghỉ 2 chặng, mỗi mà chặng nghỉ khoảng 10-15 phút. Mỗi một lần nghỉ như vậy là lấy cái đấy ra để học. Có đâu thời gian để ngồi học như tiểu tôi bây giờ đâu. Các đệ tử của thầy bây giờ đến giờ học bảo nó ngồi học á, cho đi học á. Khổ. Có những vị xin thưa các Phật tử, có những vị đến 3 năm rồi lên tay chuông tay mõ vẫn còn chưa thạo, thế mới đau tôi chứ lệ. Khổ. 3 năm trời rồi kiểm tra tay chuông tay mõ gì, dẫn chúng đó, chuông mõ vẫn còn gì, còn bập bà bập bõm ra. Vào đọc bài cảnh sách, tuyên bài cảnh sách còn không ra hồn, không hiểu các vị học cái gì. Còn nếu mà nói về chuông mõ, ngày xưa tôi vào chùa Hương á, tôi kể 1-2 lần rồi đấy. Qua có một đêm ngủ và một ngày gì, vừa nấu cơm vừa rửa bát. Đêm ngủ là sao? 12 giờ đêm mới đi ngủ, 3 giờ sáng đã dậy rồi. Có nghĩa được có gì? 3 tiếng đồng hồ ngủ. Ngày thứ hai tôi vào chùa Hương lên tụng kinh với sư chú phụ trách ở dưới bếp lúc bấy giờ là chú Minh Đồng ấy. Bây giờ là Đại Đức Minh Đồng, Thượng tọa Minh Đồng ở dưới Mỹ Đức ấy. Phó ban trị sự của giáo Mỹ Đức, là ông chú của tôi đó. Đi tu trước thầy mấy tháng, vào chùa trước thầy mấy tháng. Thầy vừa cạo tóc được khoảng mấy tuần thì thầy vào tu trong chùa Hương. Thế hôm đầu tiên vào chùa làm công quả dưới bếp, tối khoảng độ tầm 9 giờ thì bắt đầu dọn dẹp bếp xong thì mới 9 giờ. 9 giờ xong lên tụng kinh phổ môn. Lần đầu tiên, ngày đầu tiên đến chùa cũng là ngày đầu tiên được tụng kinh phổ môn. Mà kinh phổ môn thì là phẩm thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ấy lên chú ấy đọc, chú ấy tụng chú Đại Bi, chú ấy tụng chú Đại Bi mà mắt mình thì nó nhảy, còn nó nhảy nhìn còn không kịp chữ đọc cái gì. Thì chú các vị biết rồi, thuộc chú Đại Bi thì Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thức Bát Ra Ra Bồ Đề Tát Đa Bà Ra. Xin lỗi các vị ạ, mới vào chùa lần đầu tiên được tiếp xúc với chú Đại Bi với kinh phổ môn. Có mà đến bố tôi chết đi sống lại cũng chẳng đọc được, chứ đừng nói là bản thân tôi. Xin lỗi các vị, thế đấy, thực sự mà. Đấy, lần đầu tiên mà chú ấy đọc như thế làm sao đọc được. Tụng kinh cũng thế, làm sao mà tụng được. Mắt nó nhảy từ chữ này sang chữ kia, nó nhảy không thể nào mà được một chữ nào luôn. Thế hôm thứ hai nói là chú ơi, hôm nay chú tụng chậm chậm thôi nhé, để cho con học con đọc ấy.
Hôm qua chú đọc nhanh là mắt con nó cứ nhảy, không thể nhìn thấy cái chữ gì để mà đọc. Thế chú bảo, ồ thế à, thế không biết. À, thế thôi, nay tôi tụng chậm để cho chú đọc cùng. Ôi giời, cái chậm của người ta, mình cũng năm chữ thì được một câu thôi. Được chữ nam một cái thì nó chạy ra hát ra đát na mất rồi. Đó, tức là thỉnh thoảng mới chó được vào một hai câu xong rồi lại gì, lại tịt. Chỉ hết chú Đại Bi, chú ấy còn nhẫn lại chậm chậm một tí. Sang kinh Phổ Môn, đọc được khoảng độ hai trang á, mình chú ấy đọc 10 chữ thì mình may phát âm được khoảng 2-3 âm. Còn lại 6-7 âm, 8 âm là gì? Mà mừ, kiểu thế. Không theo kịp ấy mà, cái trò tụng kinh không theo kịp mà mới vào chùa sợ xấu hổ. Xấu hổ là người ta nói là mình gì? Mình ngu cho nên giả vờ cứ mà phát ngôn ra, nhưng mà người ta biết tổng đó rồi. Cái người ta thuộc kinh, người ta biết tổng là mình thì mình không thuộc. Mình mới vào chùa ngày thứ hai chưa biết cái gì, cứ nghĩ rằng là gì? Là có thể lấp liếm cái ngu của mình. Đấy. Nhưng không ngờ rằng gì? Người ta biết tổng cái ngu của mình, cho nên đấy chú thì chú cảm thấy mình không đọc được. Sang tờ thứ hai, thứ ba của kinh Phổ Môn một cái chú tăng tốc chú đọc bình thường. Thế là mình chịu, lại bắt đầu mắt nó lại nhảy gì? Lại nhảy tanh tách như hôm trước ấy. Đêm hôm đấy, ngay tối ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba vào chùa Hương. Tối hôm đấy tôi nằm gần như là không ngủ, cả đêm gần như không ngủ. Nhớ lại cái lúc người ta gì vào, sư chú ấy giác chuông như thế nào, thỉnh chuông, rung chuông làm sao, hồi chuông làm sao, kết chuông làm sao, rồi vào mõ làm sao. Cộc, 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 cộc. Lư hương xa nhiệt pháp giới mông huần. Đó, mình cả đêm hôm đó tay bên trái nằm thì gõ xuống chiếu là chuông, tay bên phải gõ xuống chiếu tựa như là mõ. Và gần như cả đêm đó thì thức trắng để học chuông học mõ. Sáng 3 giờ tiếng chuông đồng hồ tít 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 tít. Để dậy để làm gì? Thổi cơm sáng. Thổi cơm sáng thì lại tiếp tục đi lấy cái gắp. Ngày xưa đun chủ Hương vẫn đun củi bếp, đun bếp bằng củi. Quê nhà thầy gọi là cắp nập. Còn để gắp cái củi á, cái than củi, cái củi ngắn, ngoài mình không biết gọi là cái gì. Cái gì? Ở đấy, lấy cái đấy để gì? Để gắp củi để gõ. Một thanh gì gì? Cầm cái que củi gõ xuống á, nền đất của bếp coi như là chuông, lấy cái ấy đấy để gõ xuống gì, xuống đất coi như là mõ. Đến tối, chiều tối gần đến giờ tụng kinh, bảo là thôi chú ơi, chú cho con lên nhà tổ con học tụng kinh một con học chuông học mõ vài hôm nữa con lên tụng với chú để chú đọc nhanh, con không đọc được. Thế chú bảo thế đi lên nhà tổ mà học. Lên mình vào học đấy. Học nhưng mà một mình chuông mõ vào làm một lèo luôn. Tụng đến gần hết quyển kinh, tất nhiên mình đánh chậm hơn, mình không đánh nhanh được thế vì mới mà. Nhưng mà tiếng chuông, tiếng mõ của mình á, được một tí sư thầy ni sư Đàm Nghi đi ra rồi lại đi vào. Thỉnh thoảng lại ngó mặt mình. Mình biết là có sư thầy rồi, nhưng mà mình cũng kệ vì bảo là lên chùa đang tụng kinh rồi thì kệ thôi tụng. Thầy đợi cho mình tụng xong hết, thầy mới hỏi cái chú này, chú ở đâu đến đây? Thế mình bảo dạ con ở trong Kim Bôi Hòa Bình con đến đây. Chú đến đây làm gì? Bảo dạ con xin đến đây để đi xuất gia đi tu. Bảo đến lâu chưa? Bảo con đến hôm nay là ngày thứ ba. Chú này vọng ngữ. Đến đây ngày thứ ba mà đã biết chuông mõ tụng kinh như thế à? Đã đi chùa nào rồi? Bảo chưa, con chưa đi chùa nào. Bảo trước đây đã tụng kinh chưa? Bảo chưa, con chưa bao giờ tụng kinh. Con vừa được đọc đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương một lần rưỡi thôi, chưa bao giờ tụng kinh.
vào hai hôm đầu lên tụng kinh theo sư chú ở trên chùa, mà chú đọc nhanh quá con không đọc được, con xin phép con lên đây con học. Thế nên sư bảo là chú đừng có vọng ngữ, đi tu là không được vọng ngữ. Thế mình bảo dạ bạch thầy, con không nói dối, con vừa đến chùa đúng hôm nay ngày thứ ba mà không tin thầy hỏi sư chú Minh Đồng dưới bếp, mà con vào đây mới 3 ngày thượng tọa nhận con cho con xuống bếp, cho nên là con vào mới được 3 ngày thôi. Cho nên sư bảo nhất định không, chuông mõ thế này chắc chắn là ở chùa nào rồi, bị đuổi gì, làm gì mà bị người ta đuổi, người ta đuổi xong mới đến đây gì. Bảo không, bạch thầy, con chưa biết chùa chiền, con ở dân tộc, con đây là lần đầu tiên con đến chùa này đi tu. Hôm rồi con đến chủ hương người ta còn lừa con có 30.000, người ta còn lừa con hết 30.000, con chả có đồng nào đấy, con đi chùa bao giờ đâu. Nên sư cứ bảo là chuông mõ như thế này chắc chắn là đi chùa nào rồi. Bảo không, là con mới học hôm qua, vừa học chuông mõ ngày hôm qua, mà học chuông mõ không phải là học gì, học trên chuông trên mõ người ta dạy, mà học trên gì, trên chiếu, trên đất, có đâu thời gian. Thế anh đi sư mới bảo rằng ừ, nếu mà không nói dối thì tốt, không nói dối thì tốt. Nên sư cứ lẩm bẩm mà không nói dối thì tốt, nhưng mà từ mai trở đi không được tụng kinh chỗ này nhé, sang bên kia, chỗ này là chỗ của tôi. Ai mình mới đến chùa chả hiểu cái gì, thấy sư chú lên ban giữa để tụng kinh ở Tam Bảo. Các vị vào nhà chùa Hương nhớ không, nó phải có đến 5 hay là 7 cái ban thờ tổ, mình cũng lên ban giữa mình ngồi mình chơi thì chưa được học được hành gì, chưa biết oai nghi phép tắc gì, mà vào chùa ngày thứ ba nó biết gì đâu, mà vào ngày thứ ba thì xuống bếp gì nấu cơm bổ củi và gì rửa bát, mà cụ thể là rửa bát là nhiều nhất. Rửa bát là nhiều, còn nấu cơm thực sự là nhặt rau và đi vào để đun củi hộ thôi. Đấy, buổi sáng thì chưa có các Phật tử ở ngoài bến đục và chấp tác thì gọi là vào để đun củi, để trông củi cho sư chú, còn nấu nướng xào xáo là chú làm với một chú nữa, một chú nữa chưa cạo tóc. Thế là ở dưới bếp là có một sư chú cạo tóc và thầy và một chú nữa chưa cạo tóc và mấy vãi. Thì mấy vãi thì ở bến đục sáng họ mới vào. 3 giờ dậy là 3 rưỡi chuẩn bị nấu cơm sáng cho chư tăng và đại chúng. Đấy, các vị thấy không? Học ấy, cái gì mà mình chú tâm ấy thì nó rất là nhanh. Nhưng mà với thầy học bài hát đúng là chú tâm bài hát đấy, nhưng mà 2 ngày học cái bài hát Tình Mẹ mà vẫn không thuộc. Hoặc là học cả cái bài hát mà để có một lời khuyên nói về tổ tổ cu ấy vẫn không thuộc. Nhưng mà ngày xưa ở nhà rõ ràng thuộc nhiều bài hát. Ngày xưa chưa xuất gia thì phải đến 4-5 quyển sổ tay, nó mỗi quyển sổ khoảng 200-300 trang đó. Bài hát nó kín mà thuộc, phải thuộc đến thì hàng vài trăm bài hát, 5-700 thậm chí cả 1000 bài hát. Ngày xưa nhà hay đàn hay hát mà, cho nên thuộc nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì để học thuộc một bài hát 2 ngày vẫn chưa thuộc. Chắc là gì? Cái duyên. Cái duyên của mình không phải là gì? Đàn ca sáo nhị hát hò. Mà duyên của mình là duyên học kinh, tụng kinh, trì chú, niệm Phật và tu hành. Cho nên cái duyên mình như thế, cho nên mình mới học nó mới vào nó mới nhanh. Còn cái duyên đàn ca múa hát ra sáo nhị nó chỉ là lúc còn trẻ, và bây giờ thì nó là gì, cái phương tiện thôi. Lúc nào cũng muốn sách tiến động viên các cụ, các Phật tử và các cháu học sinh sinh viên nghêu ngao dăm câu 3 điều thì nhìn gì, nhìn trên màn hình mà hát là có sao đâu, ai chửi ông sư ngu về không biết hát đâu. Người ta chỉ chửi nói ông sư gì, người ta trách ông sư không biết tụng kinh, không biết giảng đạo thôi, chứ ai chửi ông sư không biết gì, không biết văn nghệ, không biết đàn ca múa hát. Cái đó nó là cái dành cho các Phật tử. Còn các sư nó chỉ là gì? Gọi là phương tiện để thỉnh thoảng lại sách tiến động viên cho đại chúng hoan hỷ vui vẻ để tu tập và tinh tiến mà thôi. Có lẽ chắc như thế, cho nên phát nguyện 2 ngày học thuộc một bài hát của mình sáng tác ra.
học được câu trước để quên câu sau. Lúc đó thuộc rồi, nhưng lúc gì? Lúc lên hát tự nhiên nó tịt luôn. Nói không ai tin mà thật sự đấy. Bảo là bài hát sáng tác ra mà không thuộc. Mà quá thật là không thuộc. Thuộc rồi thì lại quên. Thế. Nhưng mà còn kinh sách thì khác. Kinh sách thì muốn học thì nhìn qua là hiểu. Tất nhiên cái hiểu của mình thì ở trong cái giai đoạn gì? Đối với mình thôi, cái hiểu sơ sơ thôi. Cái hiểu ngoài ra thôi, còn mà hiểu đến tận xương, tận tủy, cốt tủy của kinh thì chắc chắn mình chưa đạt đến cái mức độ đó. Muốn đạt được mức độ đó thì cần phải gì? Cần khổ lo tu nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là nhiều đời, nhiều kiếp nữa mới có thể đạt được các quý vị. Cho nên, xin thưa các quý vị, chứ chúng ta muốn học, muốn giỏi thì phải nhiếp tâm vào. Phát nguyện muốn học kinh thì phải nhiếp tâm vào để đọc kinh, xong rồi mới tụng kinh. Muốn được tay chuông, tay mõ gì, cứng cáp, gọi là trầm bổng, thanh thoát, du dương, gọi là êm ái, thuyết phục cái thanh giác, thính giác của người nghe, thì chúng ta phải gì? Phải học. Học một ngày, hai ngày chưa được thì học 10 ngày, một tháng. Học một tháng chưa được thì học gì? 2-3 tháng tất sẽ phải gì? Phải thuộc. Có ngu đến đâu, có dốt đến đâu, học chuông học mõ đến 3 tháng cũng phải gì? Cũng phải tụng được. Sợ rằng các vị lười mà thôi, biếng mà thôi. Chúng tôi cũng ngu dốt, nhưng mà gì? Có 3 tiếng đồng hồ đêm thứ ba vào chùa thôi, tay chuông tay mõ gì như thật. Làm ni sư cứ phải ngỡ là mình đấy, thì đấy đi chùa nào xong ni sư còn chốt lại gì chuông mõ này ít nhất phải gì, phải ở trong chùa 3 năm rồi mới được tiếng chuông tiếng mõ như này. Và chúng ta biết là ni sư ở trong chùa Hương là nổi tiếng là người đánh mõ hay nhất chùa Hương lúc bấy giờ. Có nghĩa cái tiếng tụng kinh của ni sư, cái tiếng mõ thì gì, nghe mà nó vui, nghe nó thanh thoát. Và tất cả các sư ông, sư bác, các chú tiểu ở trong đó, cái thời chúng tôi vào đó, nghe các sư ông, bây giờ các thượng tọa gần hết rồi, các sư bác, các chú tiểu đều nói rằng muốn học tiếng mõ hay phải học tiếng mõ của ni sư Đảm Nghi. Ni sư đã viên tịch rồi, hay lắm. Mà quả thật là tiếng mõ của ni sư hay. Mà mình vừa đánh chuông, đánh mõ thì lần đầu tiên học tụng kinh mà ni sư cho một cái tiếng khen, rằng nói khen thì không phải, ni sư bảo là mình nói dối, bảo tiếng chuông tiếng mõ này ít nhất phải ở chùa 3 năm rồi. Trong khi đó mình mới có 3 gì? Quả thật đúng là có 3 ngày. Đấy, không hiểu đấy, đệ tử của thầy có những vị 3 năm rồi bây giờ bảo lên dân chúng cầm chuông cầm mõ, nó còn lẹt bà lẹt bẹt, cái tiếng chuông thì nó đánh beng beng chứ, cái tiếng mõ thì nó bộp bộp chứ. Đấy, chuông thì beng beng, mõ thì bộp bộp, nghe mà gì mà bực cả mình chứ. Nhanh thì nhanh quá, chậm thì chậm quá. Nhanh thì đọc líu lưỡi cả lên, người mới không đọc được. Chậm đến ê à, nghe là gì? Nghe nó khó chịu, nó bực mình mà nó mệt nhọc. Ngồi mà nó cứ gì? Cứ mong làm sao cho nó gì? Nó xong cho thật nhanh cái khóa lễ này. Đấy, tụng kinh mà như đi tra tấn thì mệt lắm. Đấy. Cho nên các quý vị gì? Cũng phải chăm chỉ, chịu khó, học tập, tu dưỡng. Nếu như mình chậm thì mình học gì? Học lâu. Ở ngoài đời họ có cái câu là gì? Cần cù bù gì? Bù thông minh. Đấy, chịu thương, chịu khó, cần cù bù thông minh, tất mình cũng sẽ thành tài. Cố lấy. Các Phật tử chúng ta hãy cố gắng để mà học làm sao được càng nhiều càng gì? Càng tốt.
Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì? Cái việc tu tập á, chúng ta phải tinh tiến ngay từ khi còn trẻ, còn khỏe. Chứ đừng có để từ lúc già, lúc yếu, lúc bệnh mới rồi bảo tu như cư sĩ Dư Liên Hàng này này. Đấy, cũng đừng có vì tham giữ cái tấm thân mình quá mà gì ốm đau, bệnh tật thì lại phá giới á, bỏ nguyện thoái tâm. Phá giới là sao? Phá giới tức là chúng ta phát nguyện ăn chay 1 tháng 2 ngày, 1 tháng 6 ngày, 1 tháng 10 ngày, hoặc là ăn chay, chay trường, phát nguyện không giữ giới, không sát sinh. Thế mà ốm đau một chút nghe người ta bảo là gì? Bác sĩ người ta bảo, hoặc là con cháu, người thân bảo là ăn như thế này làm sao mà đủ chất mà chữa bệnh, ăn như thế này chẳng trách mà ốm. Thế là nghĩ rồi, thoái tâm. Và cái này thầy cũng kể mấy lần về thầy ngày xưa còn là chú tiểu, là sư bác đi học ở trường trung cấp Phật học ở Mỗ Lao ấy. Ngày ăn một bữa, sáng không ăn gì, tối không ăn gì, ăn đúng một bữa, ăn duy nhất một bữa mà quá ngọ không ăn. Đấy, ngày xưa là học bắt đầu vào học tu cho nên là thấy trong sách Sa Di Luật Giải dạy như thế, cho nên là gì? Nhất định là trì như thế. Cho nên ốm gầy xuống còn có 27 cân 8 lạng. Cái lúc mà xuống nhất là còn có 27 cân 8 lạng, chỉ còn có cái, có nghĩa chỉ còn da và xương nữa thôi. Cái da và xương nó gầy, ai mà nhìn thấy thầy ngày đấy thì đúng như là nó như là cái que củi khô. Thế là nó bị suy nhược cơ thể, gọi là hành xác quá, nó suy nhược cơ thể. Ăn như thế nhưng mà là phải học trung cấp, đạp xe đạp từ trường trung cấp ở chùa Mỗ Lao Hà Đông, đạp xe đạp về thị trấn Quốc Oai để học buổi chiều, sáng học trung cấp, chiều lại đạp xe đạp về học bổ túc văn hóa. Học bổ túc văn hóa xong một cái thì lại đạp xe đạp về chùa Ngọc Tân. Xong là dậy sáng tụng kinh Pháp Hoa xong một cái là đạp xe đạp từ chùa Ngọc Tân ra chùa Mỗ Lao để học. Các vị nghĩ xem, ăn có một bữa mà nguyên cái đạp xe đạp như thế là hết calo bố nó rồi. Nhưng mà vì gì? Cái tâm cầu đạo nó gì? Nó tha thiết. Cái tâm nguyện một đời vãng sinh là gì? Nó gọi là cháy bỏng. Cho nên là gì? Là quyết là gì? Chỉ trai giữ giới, ngày ăn một bữa, tinh tiến tụng kinh, ngồi thiền. Ngày đó là tụng kinh Pháp Hoa và ngồi thiền, chứ không có niệm Phật. Không niệm Phật A-di-đà đâu, niệm gọi là chỉ niệm cảnh sách và tụng xong tụng một tràng hoặc ba tràng thôi. Còn là tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật Thích Ca là chính, và ngồi thiền là chính. Và đặc biệt là nghiên cứu kinh sách của về thiền. Cho nên nó thân hình nó tiều tụy vì là mình gọi là bị suy nhược cơ thể. Đi viện là bác sĩ truyền nước nó không vào rồi mà. Truyền dịch chứ dịch nó không vào. Trưởng khoa bệnh viện Hà Đông bảo với cô y tá phụ trách chăm sóc cái phòng bệnh mà cho có thầy nằm ở đó. Bác sĩ lắc đầu bảo là không được. Này bảo nhà chùa phải ăn vào, không tẩm bổ vào thì không có sức khỏe, truyền nó có vào đâu. Nếu không thì có khi không thọ được mấy ngày nữa đâu. Cái cô y tá, cô là cũng là Phật tử, hay vào chùa Mỗ Lao nghe giảng. Mình thì ngày đó cũng thường hay lên giảng cho Phật tử với cái mấy thầy tập giảng, chứ không phải là giảng, tập giảng. Trong những người tập giảng thì mình lại được các Phật tử yêu thích nhất. Cái ngày nào mà thầy lên giảng thì cả cái hội trường và cái sân của trường trung cấp Phật học Hà Tây thì đầy áp người. Nhưng các thầy khác có khi chỉ 1/3, 2/3 cái hội trường. Cái hội trường ngày đó chứa được khoảng 150 người. Ngồi cả dưới ngoài hiên nữa thì khoảng 200 người. Ngồi cả dưới đất thì được khoảng 300 người. Ngày đó đi nghe giảng 300 người là khủng khiếp rồi các Phật tử. Tăng ni sinh năm 2, năm 3 lên học giảng mà 300 Phật tử khu vực Hà Đông với Thanh Xuân đi nghe, đấy là
gọi là cả một kỳ tích rồi đấy các Phật tử ạ. Không phải là ấy đâu. Ngày nào cái thầy lên giảng thì các Phật tử là kéo đến là đông hơn cả gì các thầy giảng sư đến giảng cho các Phật tử. Không nói là mấy anh em tăng ni sinh các cụ phân công tập giảng đâu. Nó là cái duyên thôi, không phải là mình giỏi, là cái duyên. Cái duyên thầy trò nhìn thấy nhau là yêu, nhìn thấy nhau là thích, nhìn thấy nhau là quý, nhìn thấy nhau là kính, nhìn thấy nhau là muốn gì? Là muốn đến để nghe pháp, để hộ pháp rồi. Đấy. Cho nên cái cô y tá thì cô hay vào nghe giảng, cho nên cô quý cô mới bảo là chăm sóc cô mới bác sĩ trưởng khoa bác bảo là phải tầm bổ cho các thầy thì mới đủ sức để mà tiêm mà truyền. Thế là cô ấy vào bảo là thầy ở đây bác sĩ trưởng khoa bảo như thế. Thế thì trưa nay con ra chợ con mua cái quả tim mà con hầm cho thầy. Vừa quả tim con hầm cho thầy, mình nghe đến đấy mà người nó lạnh toát hết cả người, nó sờn gai ốc lên bảo là mình đi tu đó gì đã 3 năm trời ăn chay niệm Phật tụng kinh ngồi thiền, nay vì không may mà bệnh tật thế này, cô lại bảo là mua quả tim để hầm cho mình. Thôi thôi lắc đầu bảo không cô ạ, nhà chùa ăn chay, thầy ăn chay, nhà chùa ăn chay, cho nên các cô đừng có đi mua tim để làm là tội chết. Thế cô mới bảo nếu không thầy không ăn tim thì thôi con mua bồ câu con hầm cho thầy. Ô thì tim quả tim thì với bồ câu thì nó cũng như thế như nhau, còn thì nó cũng là thân mạng của chúng sinh. Mình nghĩ trong bụng mình mà sống để một chúng sinh khác chết, hay vì một chúng sinh khác bỏ mạng để mình được sống, thì mình có phải là người tu nữa không? Mình có phải là người học theo Phật Bồ Tát đó, học theo lời thầy lời tổ nữa không? Cho nên nhất định không, bảo không bổ câu cũng không, tim cũng không. Bác sĩ bảo nếu mà vậy thì thôi, không chữa được đâu. Thế mình bảo thôi không chữa được thì thôi, cho nhà chùa đi về chùa, nhà chùa gì? Nhà chùa chết ở chùa. Ấy nhưng mà người ta cũng thương, người ta cứ để đấy, người ta không tiêm, không truyền được thì người ta tiêm cho cái mũi gọi là cái thuốc trợ lực ấy. Nghe người nó tỉnh táo hơn, thế là cứ niệm Phật nó thiếp, niệm Phật từ lúc trưa cho đến chiều đến tối. Cứ thế là nằm là niệm Phật thôi. Nhưng ngày đó là không niệm Phật Di Đà, mà toàn là niệm gì? Niệm Phật Thích Ca và niệm Quán Âm Bồ Tát. Ngày đấy có duyên là cái niệm Phật Thích Ca và niệm Quán Âm Bồ Tát. Đặc biệt là lúc niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm đến lúc nó quên đi. Niệm đến lúc quên đi, quên khuấy đi một cái thế là đến chiều tối tối mà cái là tỉnh dậy mà cái là thấy người nó khỏe khoắn, thế thấy khỏe mà cái đó. Cô ấy bảo ôi thầy khỏe rồi ạ, thầy khỏe rồi, thầy ăn cháo đi. Thế là sơ chơi cả một cặp lồng cháo, lần này là lần gọi là phá giới ăn gì, ăn phi thời. Lúc đấy ốm quá gọi là phá giới ăn phi thời, chứ không phải là ăn gì ăn thịt mà ăn phi thời, tức là ăn vào buổi tối, vì buổi trưa đó nó mệt quá gì, nó lịm mất đi, không biết ở đâu nữa. Nó tối ra tỉnh dậy, thế là chiều tối thế là ăn. Ăn bắt gần hết cả cái cặp lồng cháo của người ta. Ốm gì mà ốm ghê thế. Ăn xong một cái thế là thấy đủ sức khỏe. Thế là đến khoảng độ 8-9 giờ đêm người ta chuyển được. Thế là thấy khỏe dần. Thế là mấy hôm sau thế là xuất viện. Thế là từ quái chết trở về. Đấy, xin thưa các vị, chúng ta tu đôi khi chư Phật Bồ Tát cũng thử lòng chúng ta đấy. Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần các ngài cũng thử lòng chúng ta đấy. Xem cái đứa đệ tử của mình xuất gia và tại gia, nó phát nguyện là gì? Là theo Phật học pháp, cho dù xả bỏ thân mạng đến 100.000.000 ức muôn triệu tỷ lần cũng không thoái chuyển. Nay mới cho gì ốm đau bệnh tật nằm trên giường bệnh thoi thóp một chút, xem nó có thoái hay không.
Nghe nó thề, nghe nó phát nguyện thì ngoan lành cành đào lắm. Dù cho tán thân mất mạng, thịt nát xương tan đến trăm nghìn vạn ước muốn triệu tỷ lần cũng không thoái chuyển. Mới cho một cơn bạo bệnh đến, chúng ta đã gì? Đã sợ chết, lo mất thân, lo mất quyến thuộc, do xa người thân và bạn bè, cho nên phải phá giới để ăn nuốt mạng sống của chúng sinh trở lại để nuôi mạng sống của mình rồi. Như vậy là Phật gì? Phật lắc đầu mà bảo là chưa được, còn xanh và non lắm con ạ. Chưa chín đâu. Nhìn thấy vàng vàng tưởng là chín, nhưng mà chưa chín, còn xanh và non lắm, còn phải học và phải tu nhiều đời nhiều kiếp nữa lắm con ạ. Hãy cố gì? Cố lên. Bao giờ mà thấy già như na mở mắt, như chuối ngả vàng, thì ta sẽ đến gì? Đến để đón con. Đấy. Xin thưa các vị, cho nên gặp khó, gặp khổ, gặp bệnh tật, chúng ta cần càng phải gì? Tinh tiến để mà giữ gìn giới cấm, để mà nhất tâm niệm Phật. Lúc đó chúng ta chỉ có một niệm là gì? Sống thì ở với người thân, ở với con cái, ở với vợ chồng, ở với gia đình, như các thầy là ở với gì? Ở với đệ tử, ở với nhân dân, ở với Phật tử. Còn chết thì về Tây Phương, có nơi để về mà sợ gì đâu mà sợ cái chết. Sống có cái thân này thì có thân là có khổ, về Tây Phương thì thọ cái thân gọi là kim cương na la diên bền chắc, tấm thân do công đức tạo thành trang nghiêm, y báo và chính báo đều như Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vô lượng tướng, vô lượng hảo. Chẳng tốt hơn cái tấm thân này sinh già bệnh chết, héo gầy, bệnh tật hay sao? Cho nên lúc đó thì nhất tâm niệm Phật thì ắt sẽ được về Tây Phương. Giống như ông Dương Liên Hàng này thì khi thấy mọi người dừng tiếng niệm Phật rồi, bắt đầu ông ấy sợ không được vãng sinh, sợ mất phần vãng sinh, cho nên mới bảo mọi người là tôi vẫn chưa được đến Tây Phương, cho nên mong chư liên hữu hãy suốt đêm trợ niệm cho tôi. Và đại chúng ở lại niệm Phật cho ông chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau thì bỗng nhiên ông cư sĩ Dương Liên Hàng bảo là gì? Tôi đã đến Tây Phương, ôi ao thất bảo rộng quá. Tức là ông thấy gì? Ao thất bảo á, cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc gì? Rộng mênh mông á, ngút ra tầm mắt không nhìn thấy được. Kìa hoa sen á, thật đẹp quá. Tức là thấy những đóa hoa sen ở trong ao liên trì, thật đẹp quá. Ánh quang minh cũng gì? Cũng sáng đẹp vô cùng. Tức là ánh quang minh từ nơi gì? Nơi cây báu, nơi ao sen báu, nơi tất cả các thứ báu ở Tây Phương Cực Lạc đều phóng ánh hào quang, gọi là quang minh đẹp quá. Nói rồi thì ông liền là dừng lại, rồi cao thanh theo tiếng trợ niệm của người niệm Phật vậy, chỉ còn những người niệm Phật cho ông vậy. Rồi ông yên lặng được một tí, nằm yên. Mọi người lúc bấy giờ thấy ông này, thấy ông là đầu và tay đều cử động và liên tiếp nói to. Lúc trước thì đầu và tay không cử động, thân thể nằm yên rồi, chỉ còn nói bằng cái miệng nữa thôi. Nhưng bây giờ thì yên lặng một tí thì ông lại cử động chân tay, cử động cái đầu và gì? Và nói liên tiếp là gì? Ôi hoa sen thật xinh đẹp, thật tươi đẹp, ao báu thật sáng đẹp. Rồi nói xong thì gì? Lúc ấy là mặt cư sĩ là cái nét mặt nó vui vẻ rạng ngời, như là được cái của gì quý báu lắm vậy, được thành tựu cái tâm nguyện gì lớn lao lắm vậy. Đó, và đấy chính là nói xong được đến gì? Sau một thời gian ngắn nữa thì cư sĩ gì? Cư sĩ
viên tịch hẳn, tức là gì? Mất hẳn đó, thân thể mới mất hẳn. Và đến hôm sau, đại chúng vẫn trở niệm đến hôm sau, thì sở thoại, khám thoại tướng thì thấy đỉnh đầu của ông gì? Đỉnh đầu của ông là nóng như là nước sôi vậy. Cái đỉnh đầu nó nóng như nước sôi, con sờ vào gì? Nó bỏng tay ra. Đấy, cái đấy là cái thoại tướng gì? Thoại tướng tốt là được vãng sinh. Ông chắc chắn vãng sinh vì lúc gì? Ông chưa chết mà đã thấy gì? Thấy cảnh giới Tây Phương, tức là chưa chết mà đã đến gì? Đến cõi Tây Phương rồi. Cho nên cái chuyện mà thoại tướng ông ra đi trên đỉnh môn, đỉnh đầu nóng như là nước sôi như vậy, chính là cái tướng được vãng sinh. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy thì tuy ông Dương Liên Hàng trong lúc tu tập là không, chưa đạt đến cái mức độ gọi là nan tín đến chư Phật và gọi là nhất tâm thực hành đến nơi đến chốn như là cái vị cư sĩ nữ hôm qua, bài giảng hôm qua. Thế nhưng mà đến lúc mất, ông được đại chúng đồng tu là nhất tâm trợ niệm cho ông, cho nên ông nhiếp được tâm và cùng niệm Phật, cho nên cơ hội vãng sinh đến với ông và ông đã được vãng sinh. Như vậy chúng ta thấy là cái phương pháp trợ niệm ở trong Phật giáo nói chung và đặc biệt là pháp môn tịnh độ của chúng ta đã và đang theo nói riêng, thì chúng ta thấy là quả là một cái điều lợi ích bất khả tư nghị. Trí tuệ và thế gian cũng như chết trí tuệ bác học, ngôn ngữ của thế gian không thể diễn tả lột tả hết được. Cho nên thôi chúng ta chỉ có gì? Nghe, học, đọc, hiểu, tư duy hiểu và gì? Tin và thực hành theo. Lấy ba món tư lương tín nguyện hành để mà tu tập, mong sau khi xả bỏ báo thân cũng được chư đồng tu đến để trợ niệm cho ta 5-3-7 tiếng đồng hồ, chục tiếng đồng hồ, hơn chục tiếng đồng hồ gì đó. Muộn nhất thì trong thời gian đó chúng ta cũng được thấy Phật, được thấy cảnh giới Tây Phương, thấy A-di-đà Phật đến tiếp rước chúng ta về cõi Tây Phương. Còn nếu mà đang niệm Phật mà thấy gì? A-di-đà Phật, Quan Âm, Thế Chí, Thánh chúng Tây Phương đến, hoặc là thấy cảnh giới Tây Phương như Dương Liên Hàng này đó, thì chắc chắn quyết định vãng sinh ngay trong gì? Một kiếp này rồi, không có gì phải nghi ngờ nữa. Nên muốn được như thế thôi, mong các đạo hữu, các cư sĩ Phật tử, chúng ta hãy tin sâu, nguyện thiết, một lòng trì danh hiệu Phật để cầu sinh Tây Phương. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng Đại Sĩ cùng Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần cùng gia trì chứng minh và hộ trì cho các Phật tử chúng ta được thân khỏe tâm an, tín tâm kiên cố, một lòng tin sâu nguyện thiết vào pháp môn tịnh độ mà chúng ta đã chọn, cùng nhau tu tập sau này để cùng nhau được gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới.